Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì mình đang có mặt ở cổng game Thiên Đường Trò Chơi với số vốn là 56M. Hôm nay thì mình lại tiếp tục có mặt ở đây để chia sẻ cho anh em kinh nghiệm bắt cầu sóc đĩa ở trên cổng game Thiên Đường Trò Chơi này anh em nhé. Ok anh em, đang chạy cầu 11 anh em ạ. Tài này mình sẽ đánh lẻ 5M anh em nhé. Theo cầu 11 anh em. Rồi, về sấp đôi luôn rồi anh em ơi. Vừa vào thì gãy mất cầu 11 luôn anh em ạ. Đang chạy cầu 11 được 5 tay thì vào phát gãy luôn anh em. Không sao hết anh em ạ. Về hai chẵn ở đây. Tay này mình tiếp tục đánh lẻ đi anh em. Tiếp tục đánh lẻ 5M anh em nhé. Ok này, về ba đầu ăn lẻ 5M nha anh em. Về ba đầu ở đây. Tay này mình sẽ đánh chẵn anh em ạ. Tay này mình sẽ đánh chẵn 5M nha anh em. Rồi, về ba trắng mất rồi anh em ơi. Ba đỏ xong lại về ba trắng. Thế thì tay này mình tiếp tục đánh lẻ anh em ạ. Tay này mình tiếp tục đánh lẻ 5M nha anh em. Tay này có thể sẽ lên được 3 lẻ hoặc 4 lẻ anh em, nhưng mà sẽ không lên được biệt dài anh em ạ. Ok, ăn 3 trắng 5M này. Đấy, vừa 3 đỏ. Xong 2 lần 3 trắng. 1, 2, 3. Thôi, tay này tiếp tục đánh 3 trắng đi anh em. Đánh một tay ba trắng nữa nhé. 5M này, thêm 1M ba trắng anh em ạ. Rồi, về sấp đôi rồi. Đấy, tính bẻ ở đây thấy 1, 2, 3 tính bẻ rồi mà sợ nó lên một tay ba trắng nữa anh em ạ. Thôi, không sao. Sấp đôi về ở đây. Tay này thì mình đánh chắn thôi anh em. Đánh chẵn 5M anh em nhé. Rồi, lại về 3 đỏ rồi anh em. Lại về, tiếp tục về 3 đỏ rồi. Về 3 đỏ ở đây. Tay này mình sẽ đánh lẻ 10M anh em ạ. Dự là tay này sẽ về 3 đỏ tiếp anh em. Ok, chuẩn về 3 đỏ tiếp này. Ăn lẻ 10M anh em nhé. Về đúng luôn 3 đỏ anh em ạ. Này về 3 đỏ thì tay này tiếp tục đánh lẻ thôi anh em. Này tiếp tục đánh lẻ 7M anh em ạ. Ok, vẫn là 3 đỏ. Tiếp tục ăn lẻ 7M nha anh em. Cầu này một là nó sẽ gãy chẵn ở đây, hai là nó sẽ bệt lẻ tầm 5 tay anh em ạ. Tay này mình sẽ đánh chẵn đi anh em. Đánh chẵn 5M anh em nhé. Ok, về sấp đôi này. Ăn chẵn 5M nha anh em. Anh em thấy phân tích cầu chuẩn không ạ? Quá ok anh em ạ. Cầu này thì chạy cầu 31 rồi anh em ơi. Tay này thì mình đánh lẻ thôi. Đánh lẻ 5M anh em nhé.
rồi, lại về sấp đôi tiếp rồi anh em ạ. Lại tiếp tục về sấp đôi ở đây. Về sấp đôi ở đây thì một tay này nó sẽ gãy lẻ hoặc là nó sẽ bệt chẵn. Ít nhất là hai tay chẵn nữa anh em ạ. Tay này mình đánh chẵn 5M đi anh em. Ok, về sấp đôi ăn chẵn 5M này. Tay này mình tiếp tục đánh chẵn 3M nha anh em. Ok, chuẩn cho anh em. Ăn 4 đọc 3M anh em nhé. Thì 56M lên 68M. Ăn được 12M cũng khá là ok rồi anh em ạ. Thì chắc là mình sẽ dừng video tại đây anh em nhé. Link game mình để ở mô tả video. Bye bye anh em.